Lời đầu tiên, Ngọc Sĩ xin gửi lời chào đến ban âm thanh ánh sáng. Và lời thứ hai, gửi đến quý cụ ông bà và quý chức tân cựu đại đời. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng chịu khó lắng nghe bài Thuyền và Biển. Và trước khi chương trình được hát thì Ngọc Sĩ làm MC luôn. Nhưng mà Ngọc Sĩ nhá, chứ không phải Ngọc Ngạn nhá. Và bây giờ xin được phép bắt đầu. Và bên đây chụp bên mắt. Kính thưa quý vị, xuyên suốt chiều dài của nền văn học Việt Nam, không ít nhà thơ nhạc sĩ đã từng ghi lại cảm xúc của mình khi đứng trước đường đồng hoang mang. Có người nhìn ra từ trong đó sự cô đơn, có người lại cảm thấy như tận cùng của nỗi nhớ. Mỗi một người có một sự thể hiện một phong cách khác nhau, nhưng không ai độc đáo như Xuân Tùng. Người đã đi biển như người con gái đang yêu, đang khát khao hạnh phúc và cũng rất đỗi ngọt ngào với những nhớ như thời gian vu vơ. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Cảm xúc trước cái dòng thơ này, nhạc sĩ Phan Đình Biển đã thổi vào nó một cái hồn cứ tình mới với những giai điệu ngọt ngào trong bài hát Thuyền và Biển. Và ngay bây giờ, Ngọc Sĩ, người sẽ là nhân vật trung gian đưa chúng ta vào thế giới tình yêu của thuyền và những con sóng của biển thơ. Xin mời quý vị hãy cùng nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Phan Đình Biểu chia sẻ tâm sự ấy qua tiếng hát của Ngọc Sĩ. Yeah.
đắm say.